Lời đầu trước xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu trên miền Tổ quốc. Ở buổi tối hôm nay là ngày 23 tháng 11, em xin giới thiệu và tiếp đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Soli với model đen của nó là CDP750. Chiếc đầu này thì em bán rất là nhiều rồi, thế em xin giới thiệu sơ qua thôi. Thì chiếc đầu này sở hữu xe ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 10,5 cm và chiều sâu của nó 34,5 cm. Nó nặng là 5 kg. Mắt tọc của Sony 150 rất dễ thay thế và không kén đĩa. Và chip giải mã của chiếc này thì dùng chip giải mã TDA1541 của Philips rất là nổi tiếng rồi, chất âm rất mộc mạc, chi tiết và ngọt ngào. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Mặt tiền của chiếc này còn khá là đẹp. Là phần lắp lưng, và lắp lưng thì có hơi có vết ngoài ra một chút đây, đây có vết xước nhỏ này trên đây. Ở cạnh trên thì nó có những vết xước mờ thôi, nói chung là cơ bản là đẹp, các bạn lắp lưng cơ bản là đẹp, có vết xước đây. Đấy. Phía sau đây, model của nó là CDP 750, điện 100V, công suất là 10W, series máy của nó 250045, được sản xuất tại Nhật Bản. Có một đường alox ra và đây có vết xước đây. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc này thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản. Mắt đọc cũng zin theo máy luôn. Và đây là con chip giải mã TDA1541 của Philips đây. Đấy. Tụ nọc thì tụ nọc của Ella. Đấy. Đây tụ nọc là Ligicom, Ella tụ đỏ. Đấy. Rất là mới. Rồi. Và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng có chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho các bác được thưởng thức. Và chiếc này thì đã được bác khách ở Quảng Bình nhé. Anh Nam ở Quảng Bình đã đặt mua với giá là 1,2 triệu đồng. Và hôm nay thì em vệ sinh xong em làm cái video test trước khi gửi hàng đi cho bác chủ được biết, cũng như anh em nào mà chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiêm ngưỡng ạ. Đầu thì đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Em xin test một cái CD sao chép. Đây, sao chép với lòng xanh để bác được thưởng thức ạ. Nhận diện luôn. Và giới thiệu ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23269 ạ. Còn đâu mà chờ,
bạn nhắn đến kỷ niệm đầu tiên. Mặt đọc rất tốt ạ. Cười đi rất xa.
Em xin phép được dừng ở với đây thì trước đầu này em đã bán rồi với giá là 1,2 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc rồi. Đấy, và ngày mai là ngày 24 tháng 11. Đấy, cũng là ngày mùng 1 đầu tháng thì em sẽ làm một cái video bán giá không lợi nhuận các nhé, không lợi nhuận tiếp một số sản phẩm hiện có ở cửa hàng em. Đấy, chỉ trong ngày mai là ngày 24 và ngày mốt là ngày 25, vì tháng này em sẽ làm cái video sớm hơn vì để kỷ niệm cái ngày cưới của vợ chồng em là ngày 25 tháng 11, và ngày 25 tháng 11 thì em nghỉ nhưng mà em vẫn nhận đơn nhé. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu muốn ủng hộ em đấy, thì em sẽ xem vào video vào sáng mai. Đấy, đầu đĩa rồi âm đi rồi loa nhé, em bán giá cực tốt để cho các bác chơi, chờ chỉ có trong 2 ngày duy nhất thôi ạ. Đấy, thường thường thì một tháng em có một lần về từ ngày 25 đến ngày 30, nhưng mà do ngày 25 là ngày kỷ niệm ngày cưới em nghỉ không làm việc. Đấy, em chỉ nhận chốt đơn thôi. Đấy, nên là em sẽ làm sớm hơn một ngày để phụ các bác. Rồi, em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.